Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc bà con ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Thị Nghĩa, nói dài là đường Nguyễn Thái Học. Sau lưng chúng ta đó là cầu Ông Lãnh, đường Nguyễn Thái Học. Và Sài Gòn bây giờ là 4 giờ 30 chiều ngày 6 tháng 11 2019. Bên đây là công viên 23 tháng 9 ha. Đó là cái sân khấu bông sen. Và hôm nay nhân dịp đi một vòng ở Sài Gòn thì em dẫn bà con mình chúng ta cùng nhìn ngắm hình ảnh của Sài Gòn buổi chiều ha, giờ tan tầm, giờ cao điểm. Ở đây là công viên 23 tháng 9 khu vực A. Thẳng này là mình sẽ ra về bữa là sẽ có một cái ga tàu điện ngầm ở đầu công viên. Hôm nay em có dịp đi công việc ở khu Cách mạng 8, rồi xong việc dẫn bà con mình đi một vòng ở những cái con đường mang đậm cái ký ức thời xưa của cô chú anh chị. Và đường Cách mạng 28 ngày nay, ngày xưa thì có tên là Lê Văn Duyệt. Không biết xíu nữa chúng ta có dịp thì mình nhìn lại căn nhà số 390/28 Lê Văn Duyệt để bà con cùng xem và hồi tưởng lại số hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa thông qua một số hình ảnh của Sài Gòn ngày nay, để mình có thể hình dung được Sài Gòn chúng ta thay đổi ra sao. Và khi có dịp về thì chúng ta cũng không bỡ ngỡ ha. Và đoạn này là có khách sạn New World, bên cánh phải là những đường Gia Long, đường Phạm Ngọc Thái, phía trước chúng ta đó là vùng bên Ngô Tùng Châu, vùng bên nếu mình quẹo trái thì đường Võ Tánh năm xưa đó, rồi Lê Thị Riêng là Ngô Tùng Châu ngày xưa đó, ngã 6 Sài Gòn là đây nè. Khu vực này nổi tiếng là những cái quán bánh mì, quán cà phê, và con đường Gia Long của chúng ta ngày nay bán rất là nhiều xe máy. Vẫn như ngày xưa ha, chuyên bán xe. Đó, bên cánh phải là đường Gia Long Lý Tự Trọng ngày nay đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào con đường Lê Văn Duyệt, cũng là Cách mạng 8. Thì bên phải đó là số 6, 390, thì bên tay phải luôn đó. Ngay khu vực này ngày xưa có nhà hàng Xoay. Bên cánh trái là số lẻ ha, số 43. Ở đây người ta chạy ngược chiều. Giờ tan sở là xe chạy loạn xạ hết. Xe máy rồi chạy lung tung. Giao thông Việt Nam là một cái gì đó nó rối nhất so với các nước ở Đông Nam Á. Còn biết ở nước ngoài, ở nước châu Âu thì như thế nào nữa. Đã mới đi có vài nước thôi, vài nước ở Đông Nam Á nên có cái sự khác biệt, thấy sự khác biệt. Ở đây thì người ta có quy định làn đường xe máy ở bên phải, làn kế bên là xe hơi, và làn kế bên nữa là xe tải. Nhưng mà thường thì làn nào trống là xe máy chạy, và làn nào trống thì xe hơi chạy. Và khu vực này là công viên 23 tháng 9. Ủa phải không, công viên Tao Đàn, vườn Tao Đàn ngày xưa đó.
Mình đi tới tí nữa là Hồng Thập Tự. Sài Gòn hôm nay chuyển mưa, trời không có sáng. Trưa nay thì em định dẫn bà con chúng ta đi vô hẻm ở Trần Bình Trọng rồi, nhưng mà đột nhiên trời mưa, thành ra bể xô. Và chiều nay tưởng đâu không có dịp đi ra ngoài nên thành ra không quay được rồi. Thì tự nhiên có dịp đi ra ngoài ở hướng quận 10 này, và sẵn đây cũng chia sẻ đến các anh chị và các bạn. Có những cái comment mà em nhận từ rất lâu mà chưa có dịp thực hiện thì em cũng tranh thủ cố gắng thực hiện để bà con mình có dịp nhìn lại ha. Và ông ta theo luồng xe này qua luôn, tại vì xe đang chạy theo luồng á, mình dừng lại là bị người sau tông. Và khu này là khu chợ đuổi ngày xưa, và hẻm này là hẻm 26. Số 30, mới tới số 30 thôi. Vào buổi chiều xe cộ rất là đông. Các anh chị thấy hình ảnh này chắc lẽ không quen ha. Ngày xưa khoảng 10 năm về trước thì không có cái tình trạng đông như thế này đâu. Chỉ có khoảng chừng độ gần 10 năm trở lại đây thôi, xe cộ rất là đông, đặc biệt là xe máy rất là nhiều. Sài Gòn bây giờ cũng hơn 10 triệu dân rồi. Hơn 10 triệu dân thì chắc xe, chắc xe máy chắc cũng cỡ 8 triệu. Chúng ta đợi chút xíu nha. Khu này là đường Trần Quý Cáp với lại Lê Văn Duyệt đó, khu chợ đuổi. Chợ đuổi thì ngày nay không có còn nữa ha. Bây giờ khu chợ đuổi này là cái tòa nhà ngân hàng rồi. Bên cánh phải mình là chợ đuổi đó, bên cánh trái thì gặp là Nam Quan. Khu chợ đuổi ngày nay nè, giờ cái building của ngân hàng Vietinbank. Khu này ngày xưa theo em tìm hiểu thì có đường 33, rồi có những quán bia La Ru rồi đó. Đây là giao lộ Nguyễn Thị Diệu nè, con đường Nguyễn Thị Diệu ngày nay rất là nhiều cái biệt thự. Chúng ta mới tới số 68 à, 68, các bạn 8 thôi. Và đây là giao lộ Phan Đình Phùng ngày xưa nè. Bây giờ là Nguyễn Đình Chiểu. Thấy xe cộ quá trời. Phía trước là cái tượng đài của ông Thích Quảng Đức.
xe rộng quá. Thường ở Sài Gòn thì xe cộ có những tuyến đường xe hơi không được dừng, không được đậu. Thành ra nếu mà ta đi xe hơi thì nó cũng tương đối mất tiền. Dù kẹt xe thì xe máy thì có thể len lỏi vào hẻm đi đường khác, xe hơi thì chúng ta phải chờ. Và đây là số 88 90 Trần Văn Đang. Ủa các bạn 8. Và nếu mà kịp thời gian chúng ta sẽ gặp nhau ở video Trần Văn Đang ha. Sẵn tiện đi vô cái hẻm 436/32 Trần Văn Đang để cô chú anh chị có dịp nhìn lại căn nhà xưa. Và không biết ngày nay có kèm hay không, tại bây giờ trời cũng chuẩn bị mưa rồi và tối quá thì các anh chị các bạn nhìn không rõ. Và bên phải ta đang là số 96 à. Và con đường Cách mạng 8 này là một trong những con đường rất là hay kẹt xe. À, mỗi lần nhớ tới đây là mẹ nhớ chú Bình, khu nhà 309 đường Phan Thanh Giảng. Về tin tức của hai người chị, hai cô kia thì em có nhờ bạn trong cái phòng quản lý nhân khẩu thì họ cũng đang trong quá trình tìm kiếm, nhưng mà do ngày xưa đó sổ sách đồ quản lý nhân khẩu bằng tay nên tên tuổi đồ ghi bằng vô sổ hết, nên thành ra phải giờ phải tìm lại phải tìm từng cuốn đó. Nó qua nhiều đời quá, phải kéo dài thời gian. Mà bây giờ thông tin của ngày xưa và ngày nay nó hơi khó, tại vì những cái thông tin chi tiết chú đưa ra nó hơi ít, và nên thành ra thấy cái thời gian tìm nó cũng hơi khó, hơi dài. Nhưng mà không sao, họ đã nhận lời tìm giùm mình rồi, thì hy vọng trong thời gian tới sẽ sớm ngày có thông tin, và lúc đó sẽ con sẽ gửi chú sau nha. Chú yên tâm nha, bảo ta có mặt ở đây là bùng binh ngã 7 ngã 6 dân chủ. Chúng ta đi thẳng là đường Lê Văn Việt Cách mạng 8, và quẹo phải là đường Yên Đỗ, cánh phải có đường Hiền Vương rồi đó. Ở bên cánh trái thì có đường Nguyễn Đường Hiền, đường Trần Quốc Toản năm xưa và 3 tháng 2 ngày nay. Và trước mặt chúng ta đó là đường Nguyễn Phúc Nguyên đi ra nhà ga Hòa Hưng. Và khu vực này có lẽ ngày xưa là cái nghĩa trang, nhưng mà ngày nay thì đã rất là khác rồi ha. Rồi, chúng ta sẽ đi thẳng. Đi thẳng hướng Cách mạng 8 nha. Giờ xe đông quá, bà con thông cảm.
số 130 rồi. Gần đây thì ngày xưa có câu lạc bộ Lan Anh đó, nhưng mà ngày nay thì câu lạc bộ Lan Anh hình như là thành cái quán bia rồi. Bên cánh trái mình có những cái hẻm bây giờ rất là khác nè. Mấy cái hẻm đó bây giờ có rất là nhiều building ở trong những cái hẻm đó. Ở đây là số 176 rồi. Và khu này bên cánh phải thì có những cái đường đi vô ga Hòa Hưng đó. Câu lạc bộ Lan Anh ngày xưa nè, bây giờ là bia tiệm Lan Anh rồi đó. Ở đây kẹt xe quá nên thật ra phải có cảnh sát giao thông điều tiết. Và bây giờ tới số 200 Cách Mạng 8 rồi. Và bên đường là số 313. Bên đường thì nhiều nhà hơn ha. Lúc nãy chúng ta đi là từ đầu đường luôn đó. Và đường Cách Mạng 8 này nối liền từ quận 1 đi ngang qua quận 3 đến quận 10 rồi đi đến Tân Bình luôn. Một trong những con đường rất là dài và đi ngang rất là nhiều quận, nên thành ra con đường này tập trung cái xe, lưu lượng xe cộ rất là đông. Và thẳng con đường này chúng ta có thể đi về Củ Chi, Hóc Môn, rồi Tây Ninh. Quốc lộ 22 đi về Tây Ninh là đi qua Campuchia luôn đó. Là hướng này nè. Và bây giờ tới số 258 rồi. Hẻm 258. Bên cánh phải, cánh trái thì có đường Hòa Hưng. Hòa Hưng thì vô bé khám Chí Hòa. Và cái video ngày hôm nay chắc có lẽ là hơi dài. Từ vì chúng ta đi từ đầu đường để quý chú anh chị có thể hình dung được khung đường, con đường Nguyễn Trãi, Cách Mạng 8 này như thế nào. Bên phải là hẻm 292. Rồi hẻm 306. Sài Gòn có lẽ hôm nay ảnh hưởng của cơn bão và Sài Gòn có một đợt áp thấp nhiệt đới nên thành ra có thỉnh thoảng có mưa và không có nắng. Và bên phải chúng ta đó bây giờ là 332 rồi. Mình chạy tí nữa thì tới 390. Không biết nhà 28 bây giờ như thế nào ha. Sau bao nhiêu năm không chưa có dịp về hay là bây giờ địa chỉ nó có còn như cũ hay không. Nếu mà không phải địa chỉ này thì các anh chị cho em xin cái comment ha, để có thể thực hiện lại. Tại vì địa chỉ ngày nay và ngày xưa nó cũng có một số chỗ nó cũng khác, mà bây giờ là 358 chùa
chùa Trung Hòa, có lẽ chùa thì vẫn giữ nguyên hả? Theo luật thì chùa, nhà thờ thì vẫn giữ nguyên khi mà có cái sự quy hoạch thay đổi gì đó thì chùa với nhà thờ, trường học thì không có thay đổi. Nên thành ra chúng ta tìm gì thì mình xác định cũng là chùa. Và bên cánh phải chúng ta bây giờ là số 368. Ở đây thì có một cái đất trống này nè. Và đây là hẻm 372. Hẻm 380 rồi. Cả hẻm kế đến là hẻm 390, và hẻm 390 là chùa Khánh Hưng. Phía đầu chùa có cô bán cơm tắm. Bên phải là nhà số 4 rồi. Phía trước đó là chùa Khánh Hưng. Và để em kiếm coi nhà này ở đâu nha. Bên phải là nhà số 12 rồi. Hai rồi cái 14, 16, rồi nhà vàng là số 20, 22, ồ này là số mới nha, 24. Tám B nằm bên tay phải, bên tay trái. Trong kia là hẻm cùng rồi. Hình như là cái nhà kế bên nhà có đèn nè. Và nhà ngày nay thì rất là khác nè. Khu này thì nhà xây lại hết rồi. Đây là số 28 này á. Nhà có cái dạng bóng. Đúng rồi, số cũ. Tới ngày nay của chú anh chị có nhìn ra hay không á? Rất là vui khi thực hiện cái video clip này, và hy vọng trong những hình ảnh này các anh chị cũng nhìn ra được cái khung cảnh của ngày xưa.
thông qua những hình ảnh của ngày nay. Và đối diện hẻm của chúng ta thì đó là con đường Tô Hiến Thành đi về quận 10, đường Văn Thoại. Và chúng ta sẽ qua đường và kết thúc video ngày hôm nay tại con đường Tô Hiến Thành ha. Và hy vọng thông qua clip này anh chị và các bạn cũng hình dung được cái căn nhà của chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Và cái hẻm đó thì ngày hôm nay cái số nhà đã thay đổi. Ngày xưa theo em nhìn thấy cái số cũ của ngày xưa là bên tay trái, và ngày nay thì đổi ngược lại ha, số lẻ bên tay trái, rồi số chẵn bên tay phải. Ngày xưa thì số chẵn bên tay trái, nên thành ra khi mà đi vô nó gần cuối hẻm, nhà số 28 nằm bên tay trái, đó là số cũ, bây giờ là số khác rồi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc bà con luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta vừa đi qua chợ Hòa Hưng đó.